Chiều ngày 16 tháng 3, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ phường Kinh Dinh, nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng đi có đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; đồng chí Kiều Như Nguyên, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và lãnh đạo các ban đảng của Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm. Qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm của Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm, Đảng bộ phường Kinh Dinh đã lãnh đạo cán bộ và nhân dân khắc phục những khó khăn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đạt được những kết quả đáng kể trên các lĩnh vực, tăng cường giá trị sản xuất bình quân 5 năm 2020-2025 đạt 11-12% trên năm. Trong đó, thương mại dịch vụ tăng 11-12%, công nghiệp xây dựng tăng 7-8%, cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ chiếm 88,6%, công nghiệp xây dựng chiếm 11,4%. Tổng thu ngân sách phường bình quân đến năm 2025 đạt 4.660 triệu đồng, tăng bình quân giai đoạn 2021-2026 là 4,5% trên năm. Hộ dân tham gia xử lý rác thải đạt 100%, hộ dân sử dụng nước sạch sinh hoạt đạt 100%. Hàng năm, huy động trẻ ra lớp đạt 100%. Giảm và ổn định mức tăng dân số tự nhiên đến năm 2025 là 0,39%. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn dưới 5%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo trên tổng số hộ dân cư còn dưới 0,52%. Hộ cận nghèo còn dưới 0,75%. Giữ vững phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hàng năm, giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Xây dựng lực lượng dân quân đạt chỉ tiêu thành phố giao. Phường vững mạnh toàn diện về quốc phòng an ninh. Công tác xây dựng đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%. Hàng năm, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, 20% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Kết nạp từ 30 đến 40 đảng viên mới. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã xây dựng chương trình công tác toàn khóa, xác định những vấn đề trọng tâm, tập trung lãnh đạo, thực hiện và kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của đảng, nhất là việc xây dựng chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 13, thành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ hàng năm, xây dựng các nghị quyết chuyên đề về kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị góp phần đưa nghị quyết các cấp vào cuộc sống. Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Kinh Dinh tiếp tục tăng cường xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy phường, tăng cường đổi mới công tác dân vận của đảng và dân vận chính quyền, nâng cao vai trò của các thành viên mặt trận, các ngành đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ phường Kinh Dinh đã đạt được trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: cần tăng cường sự đoàn kết trong toàn phường, đưa phường Kinh Dinh phát triển theo chuẩn văn minh đô thị,
chú trọng công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đội ngũ cán bộ công chức cần làm việc với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, kiên quyết và kiên trì để đạt được hiệu quả trong công việc, cần tập trung làm tốt công tác dân vận trong nhân dân, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thôn, khu phố vì sự phát triển cho người dân. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo Ban chấp hành Đảng bộ phường Kinh Dinh tập trung chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương thành công tốt đẹp.